đây nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái clip đo thông số nguồn trên con đầu kia số VTC nhé. Thì đối với con này của nó đây có một số con ổn áp nguồn như sau. Ổn áp này, một con ổn áp nguồn, hai ổn áp nguồn và ba ổn áp nguồn. Thì con này của mình ăn ba ổn áp nguồn và một cái nguồn 5V nhé. 5V nó nuôi lên hộp kênh này, và 5V nuôi cho cổng HDMI này. Nếu mà mất HDMI ở chân số 18 này thì nó sinh mất điện áp chân 18 này, nó sẽ sinh ra không phát HDMI nhé. Rồi mình sẽ đo xem là các thông số nguồn của nó, xem là vị trí của các cái con này. Con này là đầu đây, đầu bắt thu VTC, nó là tele 201 nhé, tele book. Trước tiên là nguồn 5V này, trên cái con diode này được 5,07V này. 5V sẽ cấp vào đầu con ổn áp bên này, 5,05V này, 5V đi cấp vào đầu các con diode này này. Đây, 5,05 này. Sau vào qua một con diode, qua hai diode này để cấp vào chân số 3 của con IC này, IC U8 này nhé. Đấy, qua hai con nó giảm còn có 3,4V này, cấp vào IC này để lấy điện áp ra đây này. Đầu này của mình ra đây là điện áp 1V8 này. Và đây là con ổn áp 1V8 này. Tiếp theo con IC này trên 3 đây nó sẽ ăn được ăn 5V. 5V trực tiếp. Trên 2 này mình sẽ lấy ra điện áp là 3V3. 3V3 nuôi chip. Bên này của mình có một con ổn áp, nguồn nuôi nó thì bên này cũng là 5V. Và con IC nhỏ này ổn áp ở con này để lấy ra điện áp ở đầu con tụ này. Đầu con tụ này mình đo nó được 1,15V nhé. Đây là ổn áp 1,12V. Tiếp theo này, cái điện áp mà ở trên cái đầu con cổng HDMI này, nó chính là đầu con tụ C2 này. Đây, con to nó sẽ được khoảng 5V nhé. Bây giờ mình sẽ đo điện áp ở trên này. Đầu bên này con tụ này, nó được khoảng 5V nhé. Tiếp theo này, đầu bên này con điện trở này, nó có 5V. Đầu bên này có điện trở cũng là 5V. Đầu bên này có điện trở này 5V này. Đầu bên này có điện trở 201 này cũng 5V. Đây là các điện áp 5V đo mình đo được. Đầu bên này có điện trở R203 nó là 0V. Đầu bên này là 0V. 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 Đầu này được 5V. R207. Đầu bên này cũng được 5V nhé. Đầu bên này con R218 được 5V. Đầu bên này của nó cũng được 5V nhé. Đây là các cái điện áp của nó. Còn đây là con IC ROM của mình, con IC flash của mình. Cái chân số 8 của nó sẽ ăn 3V3. Cái con này của mình 3V3 này lấy từ con ổn áp này nhé. Đây là các cái ổn áp nguồn trên trên cái con này. Đấy, tiếp tục mình đo thêm một cái ổn áp nguồn nữa. Chính là điện áp. Điện áp bằng ngay lên nguồn nuôi hộp kênh nhé. Đây, đầu con tụ này. Nó nằm ở đây. Ở cái FB8 này. Được 3V3. Vậy hộp kênh này của mình ăn nguồn 3V3 nha các bạn nhé. Đây, một nguồn nữa này. Nguồn 5V nữa các bạn này. Ăn hai nguồn. Đây là các cái mức ổn áp nguồn trên cái đầu này nhé.